Tối cường hệ thống chương 71, chuyện bi thảm của Hoàng Tiểu Thuần. Trước khi rời đi, Lâm Phàm còn dùng một chiêu trim hoa phủ cúc chỉ với U Mạng Nhi, khiến cô ả toàn thân mềm nhũng vô lực. Thế nhưng Lâm Phàm sợ còn chưa đủ, lại tăng thêm hắc hổ đào tâm. Bộ ngực của U Mạng Nhi đã rất đẹp, Lâm Phàm sợ chỉ một tay sẽ phá hủy mỹ cảm cho nên dùng cả hai tay để hai bên bằng nhau. Làm xong, Lâm Phàm thở vào một cái, ở hai loại sát thương thế này, nếu ngươi còn có thể mạnh mẽ lao ra kiếm ca ca chấp nhận ăn đòn hắc hổ đào tâm dùng trên người u mạng nhi có gia tăng điểm kinh nghiệm nhưng tiếc là hiện tại mình có chuyện quan trọng phải làm bằng không đúng là muốn lưu lại để thăng cấp ra bên ngoài lâm phàm đóng cửa phòng lại nhìn quanh hầu hết đệ tử tông môn giờ vẫn còn ở trong phòng vui vẻ với các cô nương phất nguyệt lâu lâm phàm tự nhiên là chướng mắt với đám này thế nhưng vì những người dẫn đội tông môn đều là người mang huyền hoàng tệ cho nên tiếp tục phải đi tìm. Luận tu vi, đám người kia cao hơn mình nhiều lắm. Cho nên Lâm Phàm quyết định nếu có thể cứu vớt sẽ cứu vớt, còn không được thì cũng đành buông tay. Khi Lâm Phàm cứu vớt được một gã đệ tử dẫn đội của Càng Không Tông thì bên ngoài rốt cục phát nổ. Hỗn Nguyên Tông Hoàng Tiểu Thuần, người lăn ra đây cho lão nương. U Mạng Nhi cả người hàng khí xuất hiện ở trong sảnh Phất Nguyệt Lâu, mặt lạnh như băng, bộ dạng đằng đằng sát khí một đám đệ tử tông môn đang cùng các muội tử phất nguyệt lâu bàn luận đại sự nhân sinh bị tiếng thét này làm kinh hãi đến nỗi cái kia thuộc vào suýt nữa thành đại họa người từ các phòng đẩy cửa lao hết ra ngoài trên mặt mỗi người đều che kín sương lạnh muốn chuẩn bị tính sổ với kẻ quấy rầy chuyện tốt thế nhưng vừa nhìn thấy là u mạng nhi một số đệ tử tu vi thấp đã bị dọa đến xanh mặt ngươi ở đây phát điên kêu gào cái gì thế hả một gã đệ tử thủ lĩnh hỗn nguyên tông thân mặc áo mỏng đi ra biểu tình trên mặt rất là khó chịu hắn vừa xong chuẩn bị tới đỉnh thì bị bà điên này dọa tới rụt về đối với nam tử đây là chuyện đau khổ cỡ nào a à? hỗn nguyên tông hoàng tiểu thuần ngươi mau lăn ra đây cho lão nương giờ phút này bộ dáng ôm nhu yếu ớt của u mạng nhi đã không thấy đâu nữa thay vào là lạnh lùng như hầm băng cô ả tỉnh lại không chỉ thấy đang dược cùng huyền hoàng tệ trong những trữ vật đã không cánh mà bay, ngay cả lồng ngực cũng truyền tới từng cơn đau đớn khó có thể chịu được. Tên khốn khiếp, đã ăn cắp của lão nương lại còn hung hăng ngược đãi lão nương, thù này lão nương nhất định phải báo. Ngươi tìm hoàng sư đệ của ta làm gì? Hay là chưa thỏa mãn dục vọng, muốn? Ha ha! Đệ tử hỗn nguyên tông kia cười bị ổi một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. U mạng nhi lạnh lùng nói làm sao, ngươi định gây chiến phải không? Đệ tử hỗn nguyên tông kia không hề ý kỵ, U Mạng Nhi này dù là nhập thần cấp 2 thì cũng thế nào, có gì phải sợ? Đừng cãi cọ, có chuyện gì từ từ nói. U Mạng Nhi, ngươi tìm hỗn nguyên tông hoàng tiểu thuần làm gì? Ngươi không nói rõ ra, chúng ta làm sao biết xảy ra chuyện gì? Một gã đệ tử phong kiếm tông, mặt lộ vẻ trêu tức nói. Các đệ tử ở đây đều hiểu rõ nữ nhân vạn hoa cát, chính là lãng lơ, vô cùng lẳng lơ. Những đệ tử khác cũng lên tiếng phụ họa. Chuyện tốt bị quấy rầy, ít ra cũng phải nghe được tin gì hay ho để bù đắp. Sư huynh, sư huynh. Mà vừa lúc này, một mùi hôi thối gắt mũi truyền vào, một gã toàn thân dính đầy vật thể đen vàng đang chạy tới. Phất nguyệt lâu này được thập tam hoàng tử bao xuống chiêu đãi đệ tử các tông, tự nhiên là cấm người ngoài tiến vào. Thế nhưng người canh cửa cũng không chịu nổi cái mùi này, chỉ biết tránh thật xa gã đệ tử hỗn nguyên tông thân mặc áo mỏng thấy kẻ một thân thối hoắc kia lao tới mình thì bị hù đến mặt trắng bệt vội lùi về sau rồi lạnh lùng nói đứng lại đừng nhúc nhích sư huynh đệ là hoàng tiểu thuần a người một thân toàn xú uế kia càng giọng hô đôi mắt toàn là lệ lóng lánh giống như đã phải chịu khuất nhục cực lớn vậy sư đệ gã đệ tử hỗn nguyên tông sửng sốt có chút không dám tin sao đây lại là hoàng sư đệ được tiểu tặc đi chết cho ta. U Mạng Nhi vừa nghe ba chữ Hoàng Tiểu Thuần, hàng khí đầy trời, lập tức động thủ. Một giải lụa hồng nhạc phủ kính chân nguyên phá không đánh về phía Hoàng Tiểu Thuần. U Mạng Nhi, ngươi đừng làm càng, đệ tử hỗn nguyên tông ta còn không tới lượt ngươi đánh chết. Lý Hạo Nhiên che trước mặt Hoàng Tiểu Thuần, nhưng cũng không dám dựa vào quá gần. Sư đệ, sao đệ lại biến thành như vậy? Lý Hạo Nhiên hỏi. Hoàng Tiểu Thuần nghe sư huynh hỏi, nhất thời hàng nghìn hàng vạn ấm ức trong lòng giống như nước sông xối xả chảy ra ngoài. Sư huynh, đệ bị người ám toán. Hoàng Tiểu Thuần khóc lớn, sau đó nói ra chuyện bi thảm của mình. Hoàng Tiểu Thuần vốn cho là mình có thể có được bảo bối, lại không ngờ bị người ám toán. Khi tỉnh lại, Hoàng Tiểu Thuần phát hiện mình bị người trói lại, hơn nữa toàn thân tê dại không có chút khí lực nào cả. Hoàng Tiểu Thuần dãy dụ cố thoát, nhưng chuyện bất hạnh đã xảy ra, trong lúc hắn dãy dụa lại không cẩn thận lăn vào trong hố phân. Tay chân bị trói, Hoàng Tiểu Thuần không thể nhúc nhích, nuốt vào không biết bao nhiêu vật ô uế, muốn bò lên lại bất lực, nếu không phải vừa vặn có người đi qua, lấy gậy móc hắn lên thì chỉ sợ. Kết quả này Hoàng Tiểu Thuần thật sự không dám nghĩ tới. Sư Huynh, Huynh nhất định phải làm chủ cho đệ, bằng không sau này đệ còn sống thế nào được nữa. Hoàng Tiểu Thuần thương tâm rơi lệ. Lý Hạo Nhiên nghiêm mặt lại hoàng sư đệ lần đầu tiên ra tông môn đã gặp chuyện như vậy sau này sư đệ làm sao còn dám lăn lộn thế giới này không được làm sư huynh nhất định phải lấy lại công đạo cho đệ ấy sư đệ người hại đệ là ai lý hạo nhiên hỏi sư huynh đệ không biết tên hắn nhưng hắn cao gầy trắng trẻo bộ dạng thông thường hắn còn đoạt thiệp mời của đệ nữa hoàng tiểu thuần vừa khóc vừa nói u mạng nhi lúc này cũng biến sắc xem ra người nọ mạo nhận hoàng tiểu thuần này a a a người đâu có kẻ trộm vừa lúc đó các phòng lục tục truyền tới tiếng hết khiến mọi người kinh hãi vạn phần lúc này lâm phàm sớm đã lén lút chuồn ra khỏi nơi này mặc kệ chuyện gì xảy ra bên trong hắn cũng sẽ không quay đầu lại nếu như tiếp tục chơi đùa trong đó khả năng sẽ gặp nguy hiểm cướp sạch mấy gã thủ lĩnh của mấy tông môn hơn nữa còn bị hoàng tiểu thuần tìm tới cửa nếu như bị bắt được thì không thể đơn giản là bị đánh một trận không chừng lại bị người cắt thành mảnh nhỏ lâm phàm rất không ưng ý với chuyện trong phất nguyệt lâu muốn cứu vớt nhiều người hơn nữa nhưng bởi vì nguyên nhân địa hình mà không cách nào hạ thủ những thủ lĩnh đệ tử tông môn người nào cũng có tu vi cao hơn hắn muốn quang minh chính đại cứu vớt trước mặt là không thể nào chỉ có thể ẩn thân đánh lén cùng ôm cây đợi thỏ cứu được người nào hay người ấy tuy chiến tích chỉ tạm được nhưng hắn đã tận lực, còn về chuyện gì phát sinh sau đó thì không phải hắn có thể quản. Sau khi trở lại học viện, Lâm Phàm lập tức về phòng, thuận tay đổ toàn bộ đan dược lấy được lên trên bàn. Những đan dược này đương nhiên không thể quý giá như số đan dược cướp từ Yến Hoàng, nhưng cũng có thể tăng không ít điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm nuốt sạch số đan dược, điểm kinh nghiệm tăng gần 50 vạn, tuy không nhiều, nhưng đã là một khoản rất lớn với đám thủ lĩnh đệ tử tông môn có lẽ bọn họ bây giờ còn đang đấm ngực tiếc của. Biết càng nhiều, cảm giác nguy cơ trong lòng càng dày đặc. Hiện tại Tu Vi đã không thể tăng nhanh, nhưng có lẽ công pháp vẫn còn có thể tăng cấp. Lâm Phàm hiểu rõ, nếu muốn vượt cấp khiêu chiến thì chỉ có thể dựa vào Long Hoàng Phách Thế cùng thần khí cửu ngũ Đại Hồng Chuyên. Giờ phút này Lâm Phàm vận chuyển chiến kỹ Long Hoàng Phách Thế, một luồng chân nguyên đặc biệt chậm rãi ngưng tụ ở trong người. Long Hoàng Phách Thế là chiến kỹ chuyên tu của Yến Hoàng, phẩm cấp không tồi, thiên giai hạ phẩm, luyện đến tầng 9 thì thực lực có thể tăng lên gấp đôi. Chiến kỷ hoàng giai tu luyện tới cực hạn tăng khoảng 20% chiến lực, huyền giai chừng 40% còn địa giai vào tầm 60%. Lúc này Lâm Phàm cảm nhận được luồng chân nguyên mới sinh ra sau khi vận chuyển long hoàng phát thể đang len lõi khắp toàn thân, dần dần ngưng tụ thành một đạo chân nguyên hình rồng vàng, nằm an phận trong kinh mạch. Đinh, chúc mừng chiến kỷ thiên giai hạ phẩm long hoàng phát thế điểm kinh nghiệm cộng 100. Đinh, chúc mừng chiến kỹ thiên giai hạ phẩm Long Hoàng Phách thế điểm kinh nghiệm cộng 100. Điểm kinh nghiệm thông thả tăng lên. Hôm sau, Lâm Phàm mở mắt ra, một tia sáng vàng chợt lóe lên. Một đêm tu luyện, điểm kinh nghiệm của Long Hoàng Phách thế tăng trưởng rất khả quan. Lâm Phàm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì lên lớp. Lần này hắn chuẩn bị tặng binh khí cho 15 đệ tử của mình. Ở Hoàng Triều Đại Yến, muốn có được binh khí tốt một chút là rất khó khăn, Tuyệt đối không phải người thường có khả năng đạt được. Ngoại trừ Tiêu Trạch có gia tộc chống đỡ, những đệ tử khác đều không có khả năng có binh khí thuận tay. Nếu Lâm Phàm không dùng thân phận lão sư ban thưởng cho các đệ tử chút binh khí tốt thì chỉ sợ là chúng nó phải đợi đến tiên thiên mới có món binh khí có phẩm cấp đầu tiên. Lâm Phàm đi vào lớp, quét mắt nhìn một vòng, thấy cả 15 đệ tử đều đang ngồi ngay ngắn đợi mình. Lâm Phàm rất thỏa mãn gật gật đầu. Kính chào lão sư. Đám học sinh thấy lão sư bước vào, tất cả đều đứng lên, dùng vẻ ân cần tôn kính nhất mà cất tiếng chào to. Tiêu Trạch cùng Tang Thiên Hạo tuy vừa thành học sinh lớp chữ đinh, nhưng cũng đã được các đệ tử khác chỉ dẫn để làm quen với quy định trong lớp. Ừm. Lâm Phàm gật đầu đáp lễ. Các trò đều rất không tồi, tu vi lại tiến một bước, lão sư rất vui mừng. Lâm Phàm phát hiện những học sinh của mình đều đã tăng lên tu vi. Đám lưu thủy thủy từ hậu thiên cấp 1 lên tới hậu thiên cấp 2, thái cấp ma thân cũng từ tầng 1 tu luyện tới tầng 2. Mà trụy mặt càng không tệ, đã là hậu thiên cấp 3, thái cấp ma thân cũng tới tầng 3. Thái cấp ma thân của Thánh Ma Tông có tầng 3 là cao nhất, hiện giờ đám học sinh được lâm phàm quán đỉnh, ba tầng đầu tiên là chuyện nước chảy thành sông, rất dễ dàng, nhưng ba tầng tiếp theo thì cần cố gắng nhiều hơn. Đều là do lão sư dạy tốt lưu thủy thủy là nữ sinh duy nhất trong lớp miệng ngọc vô cùng khiến lâm phàm vui vẻ cười ha ha tốt lắm lâm phàm gật gật đầu sau đó lần lượt xoa đầu từng đệ tử bàn tay cổ vũ tăng lên tư chất qua thời gian tư chất của đám đệ tử đã được lâm phàm tăng từ ngu xuẩn lên tới kém cỏi mà thêm lần này nữa tư chất của tụi nhỏ hẳn là đều đạt tới hàng ngũ thiên tài tư chất thiên tài tuy không phải rất ngưu nhưng chỉ cần cố gắng đột phá đến cảnh giới tiên thiên là chuyện gần như chắc chắn nếu cơ duyên tốt một chút cảnh giới nhập thần cũng không phải không thể chẳng qua muốn lấy tư chất thiên tài đạt tới cảnh giới nhập thần thì cần phải trả giá bằng cố gắng và cơ duyên không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng tiêu trạch nhìn thấy lâm lão sư xoa đầu những người khác thì nghi hoặc vạn phần không rõ đây là tình huống gì loại tình huống này hẳn chỉ đương sự mới có thể cảm thụ được lâm lão sư Bài giảng của người hôm qua để ta có thêm rất nhiều cảm ngộ. Qua một đêm trầm tư suy nghĩ, ta đã nghĩ thông rất nhiều. Tiêu Trạch giờ phút này đã thật sự tin vào bản sự của Lâm Phàm. Chỉ bằng một câu chuyện ngắn đã có thể làm cho người ta có nhiều cảm ngộ như vậy, quả thật Tiêu Trạch chưa từng thấy qua. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Tiêu Trạch, cũng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó mỉm cười vươn tay đến. Trò có thể nghĩ được những điều này, lão sư rất là vui mừng sau này nhớ không nên ngang ngược kiêu căng tự đại, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người thiên tài trắc tuyệt trên thế giới này không phải là số ít. Trong mắt Lâm Phàm, Tiêu Trạch là một đệ tử rất may mắn, có gia thế tốt, thiên tư tốt, ngộ tính cũng không tồi, nhưng chỗ thiếu hụt duy nhất chính là tính cách quá khó ưa, sau này đi ra ngoài còn không phải dễ bị người ta chém chết. Vâng, đệ tử xin ghi sâu trong lòng lời dạy của lão sư. Tiêu Trạch rất là nghiêm túc gật đầu. Trải qua một màn ngày hôm qua, Tiêu Trạch phát hiện lão sư này thật sự là thế ngoại cao nhân, mỗi một câu thuận miệng nói ra đều bao hàm vô số đạo lý thâm ảo. Muốn hiểu rõ những đạo lý này cần phải tốn thời gian trầm tư suy nghĩ, nếu không sẽ không thể lĩnh ngộ chân lý trong đó. Mà ngay khi Lâm lão sư đặt tay lên đầu mình, Tiêu Trạch lại kinh ngạc phát hiện trong óc mình xuất hiện thêm rất nhiều thứ không biết, thậm chí Tiêu Trạch còn hoảng sợ phát hiện tư chất của mình cũng đang không ngừng tăng lên. Tiêu Trạch là tiên thiên cấp 6 biết nhiều chuyện hơn những người khác nhất là về vấn đề tư chất tiêu trạch càng hiểu rõ mặc dù mình không phải tư chất hàng đầu nhưng cũng coi như hạng thiên tài mà hiện giờ tư chất lại đang tăng lên chuyện này tiêu trạch đã không dám tưởng tượng tất cả chuyện này tiêu trạch hiểu được đều là lão sư trước mắt mang đến lão sư đây là đừng nói chuyện tĩnh tâm lâm phàm hờ hững nói hắn biết mình không thể lưu lại ở học viện thiên phủ lâu thêm bởi vậy cũng muốn để lại chút gì đó cho học sinh của mình. Tính cách của một người đã trưởng thành là rất khó để thay đổi, nếu tính cách của Tiêu Trạch được định là bá đạo ngang ngược kiêu ngạo, như vậy thì quán đỉnh vô tướng thiên ma cùng thái cấp ma thân là được. Tư chất của 15 đệ tử giờ đã không tồi, thế nhưng sự giáo dục ở học viện Thiên phủ có hạn, nếu Lâm Phàm đã có duyên làm lão sư dạy lớp này, vậy cũng nên tặng một món quà cho tụi nhỏ. Giờ phút này Lâm Phàm thu tay về, nhìn toàn bộ đệ tử, thần tình bình thản nói. Qua một thời gian ngắn nữa, vi sư phải rời khỏi nơi này. Hôm nay vi sư sẽ quán đỉnh cho các trò một môn tâm pháp mới. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ người nào, kể cả là người chí thân cũng không được, nếu lỡ miệng, vậy cả vi sư cũng không thể cứu được các trò. Hai môn tâm pháp này chính là cướp từ trên người mặt giật hiên cùng nghe mạng thiên, nếu truyền ra ngoài, chính mình có lẽ không có việc gì, nhưng những đệ tử này nhất định sẽ mất mạng. Đám học sinh vừa nghe lão sư phải rời khỏi, nhất thời cả kinh, lộ vẻ không muốn. "Lão sư, người phải đi sao? Khi nào thì người trở về?" Tuy Lâm Phàm dạy dỗ đám đệ tử này chưa bao lâu, nhưng đã thật sự coi tụi nó là đệ tử của mình. Giờ đám đệ tử lưu luyến hỏi han, nhưng Lâm Phàm lại không biết nên trả lời thế nào cho phải nếu yến hoàng thật sự bắt tay với các tông môn khác để vây quét thánh ma tông lâm phàm tuyệt đối sẽ không ngồi yên đã vào tông tức là người của tông mặc dù hắn giả chết để chạy ra ngoài nhưng vẫn là người của thánh ma tông các sư huynh đệ ở đó đối xử với hắn không tồi lâm phàm sớm đã coi đó là một đại gia đình hiện giờ đại gia đình này gặp nạn mình cũng không thể sợ chết mà trốn tránh bất kể như thế nào lâm phàm cũng phải đi báo cho các sư huynh đệ thánh ma tông biết để bọn họ trở về thông báo khiến tông môn sớm chuẩn bị không để bị người đánh không kịp trở tay lúc này nhìn vẻ mặt lo lắng của đám đệ tử lâm phàm cười cười các trò đừng nghĩ nhiều lão sư có chút việc riêng thôi các trò chỉ cần tu luyện cho thật tốt tương lai lão sư trở về sẽ kiểm tra thành quả của các trò vâng thưa lão sư đám người lưu thủy thủy gật đầu đáp tuy chúng nó không biết lão sư có chuyện gì nhưng chúng nó tin tưởng lão sư tuyệt đối sẽ không sao bởi vì lão sư cường đại như thế chúng nó có một loại tín nhiệm điên cuồng với lâm phàm tốt lắm bây giờ lão sư sẽ quán đỉnh cho các trò nhớ kỹ lời lão sư nói tuyệt đối không thể lộ ra nữa câu chuyện hôm nay lão sư truyền tâm pháp cho các trò rõ chưa lâm phàm lại dặn dò kỹ lưỡng lần nữa rõ cho dù chết cũng không nói tào thiên tiêu vẫn im lặng giờ làm người đầu tiên lên tiếng khẳng định chúng nó không phải người ngu lão sư nói trịnh trọng như thế tất nhiên là chuyện rất quan trọng lão sư có thể truyền loại tâm pháp không thể bị ai biết này cho chúng nó tất nhiên cũng vô cùng tín nhiệm chúng nó sau đó căn cứ tính cách của từng đệ tử lâm phàm sẽ phân biệt truyền vô tướng thiên ma hoặc kiếm ý cho từng người dưới cái nhìn của lâm phàm đám đệ tử của hắn tu luyện hai môn tâm pháp thiên giai này sẽ có ưu đãi nhiều hơn hắn tâm pháp tăng cảnh giới thì tu vi cũng tăng theo còn hắn thì tăng tâm pháp cũng chỉ tăng chân nguyên tăng chiến lực không tăng tu vi có tâm pháp thiên giai chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thành tựu sau này của đám nhỏ tuyệt đối sẽ không thấp hơn bất cứ kẻ nào nhưng đường đi sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân tụi nhỏ lâm phàm bình thường không để chuyện gì trong lòng nhưng lần này hắn lại thấy không yên chỉ có thể đi được bước nào hay bước ấy hành sự tùy theo hoàn cảnh tiếp đó lâm phàm lại trao những binh khí đã luyện chế trước cho đám đệ tử tuy đều là binh khí hạ phẩm nhưng hiện tại đã đủ với tụi nhỏ rồi binh khí cấp bậc quá cao có khi sẽ khiến tụi nhỏ bị người làm hại tiêu trạch trò theo lão sư ra ngoài một lát làm xong tất cả những chuyện kia lâm phàm gọi một mình tiêu trạch ra khỏi lớp lão sư tiêu trạch là đệ tử đại gia tộc kiến thức rộng rãi tuy lão sư nhìn vẫn bình thường nhưng hắn lại cảm nhận được bất an trong lòng lão sư tiêu trạch đã xem lão sư là một thế ngoại cao nhân như vậy chuyện có thể làm lão sư lo lắng không yên không phải tiêu trạch có khả năng can dự tiêu trạch trong lớp trò có thực lực cao nhất địa vị cũng cao nhất khi lão sư đi vắng trò phải chiếu cố thật tốt tới các sư huynh sư tỷ nhé nếu như có thể lão sư hy vọng trò có thể truyền thụ một ít công pháp mà trò biết cho các sư huynh sư tỷ sau này cùng cố gắng tu luyện Đừng uống một phen tài bồi của lão sư." Lâm Phàm nói. "Lão sư, có phải là có chuyện gì không? Nếu như có thể, xin lão sư nói cho đệ tử biết." Tiêu gia mặc dù không phải thế lực đứng đầu hoàng triều đại yến, nhưng cũng không phải chỉ có danh. Đệ tử nguyện ý vì lão sư nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Tiêu Trạch nói, "Không có chuyện gì, vi sư có thể tự mình giải quyết được." trò chỉ cần chiếu cố thật tốt các sư huynh sư tỷ đã là trợ giúp lớp nhất với vi sư rồi lâm phàm nói vâng tiêu trạch gật gật đầu vào lớp nói mọi người tự đi tu luyện đi vi sư còn có chuyện phải làm lâm phàm dặn dò xong thì âm thầm rời đi trở lại trong phòng lâm phàm giành giật từng giây từng phút mà tu luyện bất kể thế nào cũng phải đem long hoàng phách thế luyện tới tầng thứ hai Hiện giờ Lâm Phàm chỉ hận từ trên trời sao không rớt xuống một đại đội đang dược, để tu vi của mình cấp tốc tăng lên, bởi vì nguy cơ thật sự quá gần rồi. Bằng tu vi hiện tại của hắn, không khác gì một con thuyền giữa đại dương, không lật nổi chút sóng gió nào. Hôm sau, Thương hội thiên địa chính thức bắt đầu đấu giá. Người dẫn đoàn của các đại tông môn đều mang theo sư huynh đệ của mình tiến vào. Tiểu thiên vị đang có sức hấp dẫn quá lớn với bọn họ, đại đa số tông môn đều hy vọng lấy được đan dược này để nghiên cứu ra thành phần trong đó nếu không nghiên cứu ra thì cho môn hạ đệ tử dùng lấy huyền hoàng tệ vô dụng đến đấu giá dù kết quả nào cũng là lời vô cùng để có một đệ tử cảnh giới tiểu thiên vị là phải đổi bằng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo vừa so sánh với tiểu thiên vị đang cái nào lợi quá rõ ràng lâm phàm ẩn nút trong đám người nhìn thấy hiện trường người người tấp nập cũng thầm cảm thán một tiếng bó tay a à. bổn đại gia đã làm quá nhiều nhưng tông môn còn nhiều hơn căn bản như muối bỏ biển không thể không bó tay lâm phàm đeo lên cái mặt nạ đã mua sẵn đề phòng đụng phải vạn hoa các u mạng nhi thì thật sự bi kịch nhìn kìa đó chính là đệ tử vạn hoa cát thật là xinh đẹp lúc này đám đông ồn ào hẳn lên mùi tử tuyệt sắc khuynh thành đi đâu cũng rất được hoan nghênh đệ tử vạn hoa cát vừa xuất hiện đã hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người đệ tử vạn hoa các tu luyện mị công, mị lực không cùng, cho dù là đệ tử đại tông môn cũng không nhất định kiềm chế nổi chứ đừng nói dân chúng bình thường. Lâm Phàm vẫn đứng trong đám người, khi thấy đệ tử các tông môn lục tục tiến vào thương hội thiên địa gần hết thì rất khó hiểu nhìn quanh, không biết tại sao không nhìn thấy đệ tử thánh ma tông nào. Điều này thật sự rất quá dị, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Sau đó Lâm Phàm lắc lắc đầu, mang tâm lý bất an tiến vào thương hội thiên địa lần này thương hội thiên địa quy định phí vào cửa dùng huyền hoàng tệ dân chúng phổ thông tự nhiên không có đồ chơi này bởi vậy có muốn vào xem một chút cũng không thể lâm phàm đóng vai tán tu chỉ có thể ngồi ở vị trí sát cửa ra vào mà các đệ tử tông môn thì được sắp xếp ngay trên hàng đầu mỗi một tông môn phân chia ra một khu vây quanh đài đấu giá sau đó một đấu giá sư thân mặc trường sam xa màu xanh đi lên đài lâm phàm nhìn thoáng qua tiên thiên cấp tám là một cao thủ, chỉ cách cảnh giới nhập thần có hai bước. Thương hội thiên địa này cũng thật cường hãn, chỉ một đấu giá sư đã mạnh hơn không ít đệ tử tông môn, quả nhiên không thể kinh thường. Hoan nghênh các vị không ngại ngàn dặm đường xa tới đây. Hiện tại phiên đấu giá chính thức bắt đầu, đầu tiên là một viên linh đan huyền giai thượng phẩm thanh nguyên hồn. Đấu giá sư cất tiếng nói lớn, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Mà đối với các tông môn, mục đích của hành trình lần này là tiểu thiên vị đan, còn những vật phẩm đấu giá khác coi như điều tiết không khí mà thôi mấy vật đấu giá phía trước tuy cũng có tranh đoạt nhưng chỉ là chút huyên náo nhỏ tiểu thiên vị đang không ra căn bản không tạo nổi đỉnh điểm lâm phàm đang nghe chuyện trên tv audio cv ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lòng cảnh giác lên hắn cảm thấy phiên đấu giá hôm nay sẽ không đơn giản như vậy nhất định sẽ có chuyện xảy ra hiện lâm phàm rất hài lòng với vị trí sát cửa của mình nếu phát sinh chuyện gì thì có thể lập tức bỏ chạy. Đệ tử Thánh Ma Tông rõ ràng có tới Hoàng Triều Đại Yến, thế nhưng giờ lại không thấy bóng dáng, nhất định là có chuyện tiếp đến sẽ là ác chủ bài của phiên đấu giá hôm nay. Lúc này người cầm đầu các tông môn cũng lên tinh thần, rốt cuộc đến phiên tiểu thiên vị đang. Tất cả mọi người đều xoa xoa tay, đang dược này bọn họ nhất định phải có. Lâm Phàm giờ phút này ngồi thẳng người, nhíu mày, xem ra chuyện mình trộm tiểu thiên vị đang đã bị phát hiện, khẳng định lại thay một viên đan dược mới viên đan tiểu thiên vị đan này là bổn thương hội đoạt được từ một di tích thượng cổ chính là đan dược còn sót lại từ thời đại thượng cổ chỉ có một viên cực kỳ trân quý người không có tu vi chỉ cần nuốt viên đạn này vào sẽ lập tức đạt tới cảnh giới tiểu thiên vị sau đây để mọi người cùng nhìn rõ hình dạng của tiểu thiên vị đang đi đấu giá sư hét lớn vẻ mặt kích động không thôi đây là một thời khắc chứng kiến kỳ tích các đệ tử tông môn lúc này cũng nhìn không chớp mắt lên vật phẩm trên đài. Đấu giá sư mỉm cười, mở chiếc hộp gấm được đóng gói kỹ lưỡng ra, sau đó hưng phấn nhìn biểu tình khiếp sợ của các đệ tử tông môn mà nói: "Mời các vị xem, đây chính là Tiểu Thiên Vị đan." Ngay lúc này, hình dáng của Tiểu Thiên Vị đan hiện ra rõ mồn một trước mặt đám đệ tử các tông, ai nấy đều hít sâu một hơi. "Thứ đặc biệt này thật sự là Tiểu Thiên Vị đan." Lâm Phàm còn đang thắc mắc giờ nhìn thấy tiểu thiên vị đang trên đài thì kinh hãi bật người dậy mặt ngơ ngẩn đây không phải là đống phân mình bỉnh vào sao tại sao vẫn nguyên si chẳng lẽ thương hội thiên địa không kiểm tra trước khi đấu giá thấy hiện trường xôn xao hẳn lên đấu giá sư càng thêm hưng phấn các vị đã thấy rõ chưa đây là tiểu thiên vị đang còn sót lại từ di tích thượng cổ vật báo vô giá thật sự vô giá hiện tại bắt đầu đấu đấu giá sư hô lớn lên Thế nhưng khi nhìn về tiểu thiên vị đang thì bỗng khựng lại, giống như trúng thuật định thân. Đây là... Đây là... Đấu giá sư đột nhiên ngửi được mùi lạ, mặt lập tức biến đổi, sau đó nhìn thấy các đệ tử tông môn đang nghi ngờ nhìn mình, không thể cắn chặt răng cố hồi phục bình thường. Bắt đầu đấu giá, khởi điểm là một triệu huyền hoàng tệ. Đấu giá sư bất chấp, hô lớn. Hắn cam đoan đây tuyệt đối không phải tiểu thiên vị đang, bởi vì tiểu thiên vị đan kia do chính hắn bỏ vào, Thế nhưng giờ lại biến thành vật này. Hiện giờ bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm, nếu không hắn chỉ có một con đường chết. Đấu giá sư vừa cất lời, hiện trường lại càng ồn ào, các tông môn xôn xao bàn tán thảo luận với nhau. Hình dạng thật quái dị, thật sự là tiểu thiên vị đang sao? Ta thấy không giống, không có một tia linh khí lưu động nào, hơn nữa thứ này bên ngoài ảm đạm không phát ánh sáng, còn có dấu hiệu cứng đờ, rất khó có thể là tuyệt thế thần đan ta nhìn thế nào cũng thấy nó giống một đống phân. Đừng nói bậy, đây là thương hội thiên địa, làm sao có thể lấy một đống phân ra đấu giá chứ, có lẽ đang dược thời kỳ thượng cổ khác với thời chúng ta. Khó nói, khó nói, thấy thứ này ta cũng có chút nghi ngờ. Các ngươi biết cái gì? Thần đang há lại bằng các ngươi có khả năng nhìn thấu, để các ngươi rõ ràng thì còn là thần đang sao? Lâm Phàm trộn nghe người chung quanh thảo luận, khóe miệng hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng lại càng vui, không ngờ một đống phân của bổn đại gia cũng được mang lên đấu giá. Hơn nữa nhìn bộ dạng đấu giá sư này, hẳn là cũng biết chuyện nhưng vẫn mặc định đó là tiểu thiên vị đang. Chẳng qua không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Các vị xin nghe ta một lời, đây là vật thượng cổ, tự nhiên là hình thù kỳ quái, mà không có linh khí lưu động cũng hợp tình lý, nếu không làm sao có thể được bảo tồn đến bây giờ. Nếu không tin hiện tại ta sẽ chọn một người đang ngồi ở đây để lên đài thử nghiệm sẽ lập tức biết có hiệu quả hay không đương nhiên thần đăng này có thể tăng tu vi lên cảnh giới tiểu thiên vị do đó nếu cạo một chút xuống dùng thử tuy không thể tăng lên tu vi vĩnh cửu nhưng cũng có thể tăng lên tạm thời đấu giá sư giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì nói hắn không biết tới cùng xảy ra chuyện gì vì sao tiểu thiên vị đang đang yên đang lành lại biến thành như vậy hắn hiện tại có thể xác định đây là một đống phân, mà chủ nhân của đống phân này là ai thì hắn không biết được. Nhưng chờ chuyện này qua đi, nhất định phải bắt lấy kẻ này. À không, không cần bắt, nuốt viên đang đó vào khẳng định nổ tan xác mà chết. Vị huynh đài phía dưới kia, mời lên đây. Đấu giá sư chỉ một người ngồi gần đài đấu giá. Người nọ mặt không đổi sắc đi lên đài, liếc nhìn đấu giá sư một cái, hơi hơi gật gật đầu. Mời các vị quan sát, thật hay giả thử một lần sẽ biết. Đấu giá sư nói, sau đó cầm lấy một con dao, nhẹ nhàng cạo một chút vỏ ngoài của vật trong hộp gấm, tức thì một mùi thối gắt mũi sọc ra khiến đấu giá sư phải nhăn mặt. Người lên đài kia quay mặt xuống dưới, lạnh nhạt nhìn mọi người, sau đó tiếp nhận thứ mà đấu giá sư vừa cạo ra đưa tới, không chút do dự nuốt xuống. Lâm Phàm ngồi ở chỗ kia nhìn mà suýt nôn ra, người này tới cùng là ai, nuốt phân không nhíu mày, quá ghê gớm. Lúc này người của các đại tông môn nhìn chầm chầm lên người dùng đang dược bọn họ muốn xem có thật sự hiệu quả hay không, nếu có, như vậy bất kể thế nào cũng phải thu được viên đan dược này. Mà Lâm Phàm lại cả kinh, hắn phát hiện đấu giá sư kia đã len lén lui ra phía sau rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Phàm cảm thấy không ổn, lập tức đứng dậy, tiến vào trạng thái ẩn thân, chỉ thấy cánh cửa ra vào đã bị khép lại từ bao giờ, trên cửa lóe lên những vần sáng huyền ảo, giống như là đang hình thành trận pháp, muốn đem trọn cả không gian phong tỏa lại. Ô, người này sao vậy? Người của các đại tông môn nghi hoặc vạn phần, người vừa thử thuốc kia lại bắt đầu trương phình lên, chẳng lẽ đang dược có vấn đề? Người trên đài, thân thể không ngừng bành trướng, liên tiếp có sương khói màu đỏ tràn ra từ cơ thể hắn, giống như tùy thời có thể nổ tung. Lâm Phàm không còn do dự gì nữa, lập tức đạp cửa chạy. Ầm. Uhm. Không quá bao lâu, Lâm Phàm chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền đến, phản phất là có chuyện gì xảy ra lâm phàm vẫn trong trạng thái ẩn thân đã chạy được một đoạn mãi tới khi nghe tiếng nổ hắn mới dừng bước không biết đã xảy ra cái gì nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt tất cả chuyện này đều quá quỷ dị khiến hoàng tới cùng muốn làm gì nguy hiểm thật sự là quá nguy hiểm lâm phàm lần đầu tiên cảm thấy kinh hãi má ơi con muốn về nhà con không muốn lăn lộn bên ngoài nữa bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm không biết qua bao lâu khi lâm phàm lấy lại can đảm để quay về phòng đấu giá vừa nhìn một màn trước mắt thì lập tức ngẩn ra đây rốt cuộc là có chuyện gì phòng đấu giá người ra kẻ vào nhưng lại không thấy bất kỳ đệ tử tông môn nào cả giống như tình cảnh náo nhiệt lúc trước căn bản không tồn tại mấy ngàn đệ tử tông môn kia đã chạy đi đâu tiếng đổ vang trời vừa rồi rốt cuộc là cái gì tại sao hiện trường sạch sẽ như thế giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra lâm phàm có một đống câu hỏi trong đầu Rời đi, nhất định phải rời đi. Hoàng triều đại yến này có quỷ, yến hoàng này có âm mưu. Mấy nghìn người trong nháy mắt đã không thấy, ngoại trừ yến hoàng ra ai còn khả năng như vậy chứ. Lâm Phạm lập tức tiếp tục ẩn thân ra khỏi nhà đấu giá, không trở về học viện, cũng không chuyện trò với bất kỳ người nào, hiện tại hắn nhất định phải trở về tông môn báo cáo chuyện này. Kết hợp chuyện vừa xảy ra, Lâm Phạm dám khẳng định, đệ tử Thánh Ba Tông đến Hoàng Triều Đại Yến đã bị Yến Hoàng xử rồi. Đây là một âm mưu thật lớn, một âm mưu đã được mưu tính từ rất lâu rồi. Lâm Phàm tuy có thực lực tiên thiên cấp 6, nhưng căn bản còn chưa đủ lọt vào mắt Yến Hoàng. Nếu hắn có thực lực vô địch, đã sớm đánh cho hàng này thành thành thật thật. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm có cảm giác cấp thiết phải tăng thực lực. Khi đi tới cổng thành, binh lính ở đây đông hơn trước kia nhiều, đồng thời kiểm tra nghiêm ngặt những người muốn ra vào. Cũng may Lâm Phàm biết ẩn thân, tự nhiên là ra ngoài không có vấn đề gì sau khi ra khỏi cổng thành lâm phàm mới quay đầu lại nhìn thật lâu rồi thầm nói các học sinh lão sư phải đi rồi hiện tại trong lòng lâm phàm chỉ có hai việc chuyên tâm một là trở lại báo cho tông môn âm mưu của yến hoàng hai là bồi dưỡng đám đệ tử của mình hiện giờ tông môn gặp nạn chính mình nhất định phải mau chóng chạy về tuy sau này không nhất định sẽ quay lại đây nhưng thứ nên cho đều đã cho cả chỉ hy vọng đám nhỏ biết cố gắng ngày sau có lẽ có duyên gặp lại. Ba ngày sau, Lâm Phàm một đường thi triển mê huyễn thân pháp chạy đi, khiến môn thân pháp này tăng đến tầng 20, tiếng dai làm huyễn ảnh mê tung. Rào. Vừa lúc đó, Lâm Phàm mới nghỉ ngơi được một lát, đang định đứng dậy chạy tiếp thì bỗng nghe thấy một tiếng trống khí thế rung trời, làm tim Lâm Phàm nhảy lên thình thịch. Mảnh thú. Tiếng trống của mảnh thú cực kỳ cường đại. Lâm Phàm do dự chốc lát, cuối cùng quyết định tiến đến nơi phát ra tiếng trống kia. Hắn tò mò không biết là loại mảnh thú nào mà chỉ tiếng trống thôi đã ghê gớm nhường ấy. Khi Lâm Phàm chậm rãi tới gần, đột nhiên bị một màn trước mắt làm rung động. Là phần thiên tê một sừng, hơi giống tê giác ở địa cầu, trên sừng nhọn cháy lên ngọn lửa màu đen, thân hình cao lớn, lực lượng vô song. Lâm Phàm từng thấy loài mảnh thú cực kỳ hung hãn này trên quyển bách khoa toàn thư mà Thánh Ma Tông giao cho đệ tử khi mới nhập tông đây cũng là loài mảnh thú có tiếng tăm lừng lẫy trong bản mảnh thú hung uy. Phần thiên tê thông thường có thói quen sống một mình, không thích quần cư, thế nhưng giờ trước mắt lâm phàm lại có đến hai con, hơn nữa nhìn bộ dáng chúng nó có vẻ là bạn rất thân, đang thi nhau gào rống, tựa như là đang nói chuyện. Lâm phàm ra thử, hai con phần thiên tê này đều có tu vi nhập thần cấp 2, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Lúc này lâm phàm do dự, nếu xử lý hai con phần thiên tê này, cấp bậc của mình có thể tăng không ít, thế nhưng hai con này đều là mảnh thú cấp độ bót. Một chọi một lâm phàm còn không nắm chắc, càng đừng nói tới một chọi hai. Có khi vừa mới xuất hiện đã bị hai con phần thiên tê này đốt đến xương cốt cũng chẳng còn ấy chứ. Ngọn lửa màu đen trên cái sừng của phần thiên tê cũng không phải để trang trí, mà là thứ vũ khí ông trời tặng cho nó. Cho dù là võ giả cùng đẳng cấp, nếu dính phải ngọn lửa kia cũng bị thiêu thành tro tàn lâm phàm nghĩ mãi không ra cách đối đầu với hai con phần thiên tê có lẽ chỉ có thể nhìn xem rồi lặng lẽ rời đi nơi này cách công môn không còn xa chạy chừng một hai ngày nữa hẳn có thể đến phạm vi của thánh ma tông lâm phàm vừa muốn đứng dậy đột nhiên lại nghe thấy tiếng trống lâm phàm nín thở mà nhìn phát hiện hai con phần thiên tê lại nói chuyện với nhau giờ đã là giữa trưa có lẽ hai con phần tiên tê này đang trao đổi như sau trưa rồi ăn cơm thôi mày đi kiếm thức ăn đi sao mày không đi tao nhường vinh dự cao cả cho mày ý kiến gì nữa đương nhiên đây chỉ là suy đoán của lâm phàm nhưng theo tình huống cụ thể thì có vẻ hám đoán đúng sau khi một con phần thiên tê rời đi lâm phàm nảy ra một ý hiện tại chỉ còn một con có lẽ có thể thử sau đó lâm phàm tiến vào trạng thái ẩn thân thi triển huyễn ảnh mê tung lặng lẽ tiến gần tới chỗ con phần thiên tê đang nằm nghỉ ngơi trên mặt đất Tại một tích tắc này, phần thiên tê đột nhiên mở trừng cái mắt to ra, nó cảm nhận xung quanh có gì đó khác thường, thế nhưng nhìn một vòng không phát hiện động tĩnh gì, cuối cùng lại nằm úp sấp trên mặt đất mà ngáy khò khò. Lâm Phàm thầm thở vào một hơi. Mảnh thú quả nhiên có cảm giác rất mạnh, mình không tiếc một tia chân nguyên nào ra ngoài lại vẫn bị nó cảm nhận được. Khi Lâm Phàm tới gần được phần thiên tê, hắn nhẹ nhàng móc ra thần khí gạch hồng, đập một phát lên đầu con mảnh thú, khiến nó tiến vào trạng thái hôn mê nhìn hung vật to lớn này mê mang lâm phàm lộ vẻ tươi cười từ túi chứa đồ lấy ra thanh kiếm huyền dai trung phẩm tử xương kiếm của nghe mạng thiên thanh trường kiếm huyền dai này chưa bao giờ được lâm phàm sử dụng không ngờ hiện tại có chỗ dùng phần thiên tê này da dày thịt béo binh khí dưới huyền dai sợ là không phá nổi phòng ngự của nó nhưng ngay tích tắc trước khi động thủ lâm phàm đột nhiên nghĩ tới một chuyện đó là loại mảnh thú phần thiên tê có rất nhiều con đực nhưng con cái lại khá thưa thớt hơn nữa phần thiên tê tính tình xúc động gặp được đồng loại giống cái sẽ biến thành điên cuồng cho dù liều mạng cũng muốn hung hăng đè lên đối phương nếu như hiện tại mình làm thịt con phần thiên tê này tuy vẫn là buôn bán có lời nhưng chỉ sợ khi con phần thiên tê còn lại trở về nhìn thấy sẽ có phiền toái lớn hơn nữa việc làm lãng phí tài nguyên như thế không phải là phong cách của lâm phàm lâm phàm vân vê cái cằm có lẽ có thể cực một lần, lập tức trong mắt lóe lên tinh quang, một tay xuề ra năm ngón, nhanh chuẩn ngoan độc, tùy ý xoay chuyển âm dương đại đạo. Xoay chuyển càng khôn Xoay chuyển càng khôn có thể xoay chuyển vạn vật trên thế gian, tự nhiên không cần phải nói phần thiên tê. Đinh, chúc mừng xoay chuyển càng khôn điểm kinh nghiệm cộng 30.000. Một chiêu đắc thủ, Lâm Phàm cũng không tham lam tăng điểm kinh nghiệm cho xoay chuyển càng khôn, lập tức trốn đi. Quả nhiên không quá bao lâu, con phần thiên tê kia đã ngậm một con mảnh thú trở lại. Lâm Phàm trốn trong bóng tối, quan sát từng tí một, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chỉ có một điều làm Lâm Phàm bất ngờ là hắn lại đoán đúng, con phần thiên tê kia thật sự ra ngoài săn mồi. Mà lúc này con phần thiên tê kia thông thả đi về, khi thấy đồng bọn của mình đang mơ mơ màng màng thì nó cũng ngây ngẩn cả người, con mồi trong miệng rớt ra cũng không biết, con người đùng đục ban đầu đột nhiên như có một ngọn lửa thiêu đốt bên trong, hưng phấn như phát hiện ra tân đại lục con phần thiên tê bị lâm phàm phẫu thuật chuyển giới lúc này lắc đầu lắc cổ đứng lên còn rất nghi hoặc với chuyện vừa xảy ra thế nhưng thấy đồng bọn của mình săn mồi về lại ném con mồi xuống đất nhất thời khó chịu rống lên vài tiếng nhưng vừa lúc đó nó đã phát hiện khác thường bởi vì đồng bọn của nó lại đang chảy giải qua khóe miệng hơn nửa phía dưới còn nhất trụ kình thiên hai mắt đỏ ngầu giống như muốn làm gì đó rào con phần thiên tê vừa săn mồi về điên cuồng hét lên vài tiếng sau đó bất chấp tất cả chạy vọt tới con phần thiên tê chuyển giới còn đang mơ hồ đã bị đồng bọn của mình cưỡi lên từ đằng sau nhất thời giận dữ gầm rú vài tiếng lắc đuôi muốn làm văn con kia ra lâm phàm trốn ở một nơi bí mật gần đó nhìn thấy hai con phần thiên tê này gầm rú lên trong lòng rất vui vẻ mau đánh nhau đi đồng thời nghe tiếng rống của hai con phần thiên tê này lâm phàm lại tự thuyết mình cho mình nghe đừng dẫy tao muốn làm chết mày tao muốn mày sinh bảo bảo cho tao. Biến, mày nói cái gì thế, tao không gây. Tao muốn hung hăng làm chết mày. Tao muốn làm chết mày. Giờ khắc này không gian chỉ có một màu ảm đạm, các đá bay mù mịt, trời long đất lở, giả tính thoát ra, câu chuyện ta xem ngươi là huynh đệ, nhưng đồ khốn nạn ngươi lại dám làm chuyện đó với ta đã xảy ra trong thế giới mảnh thú. Lúc này Lâm Phàm không dám thở mạnh, nhìn chăm chú tình huống trước mắt, chỉ cần cơ hội vừa đến sẽ lập tức ra tay con phần thiên tê đực này muốn chinh phục con cái thì chỉ có cách là trấn áp đối phương mà hiện giờ con phần thiên tê bị lâm phàm xoay chuyển càng không càng đánh càng mạnh sao nó có thể để đối phương thực hiện được hành vi bệnh hoạn kia chứ trong thâm tâm nó là một con đực a tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt trên người hai con phần thiên tê đã có không ít vết máu mà con phần thiên tê bị lâm phàm chuyển giới cũng bắt đầu đuối sức có lẽ không bao lâu nữa sẽ phải chịu chuyện thê thảm nhất thế gian lâm phàm vẫn đang chờ đợi cơ hội trong lòng thầm cầu nguyện cho chúng nó đánh nhanh lên vừa lúc đó con phần thiên tê chuyển giới kêu thảm một tiếng chân sau gặp lại bị con phần thiên tê kia đè lên trên chuyện bi thảm bắt đầu con phần thiên tê được dù vết thương chồng chất nhưng vẫn hưng phấn vô cùng càng làm càng hăng thân thể cao lớn không ngừng rung lên đạt tới cảnh giới vong ngã ngao ngay một khắc này, con phần thiên tê được ngửa mặt lên trời rú vang một tiếng, bộ mặt hung ác đột nhiên trở nên có vẻ rất thoải mái. Cơ hội tới. Lâm Phàm dưới trạng thái ẩn thân, thần khí gạch hồng trong tay, thân ảnh như gió mà đập hai gạch lên đầu hai con phần thiên tê. Con phần thiên tê được đang đắm chìm trong khoái lạc, chưa kịp hồi lại thì đã bị Lâm Phàm đánh cho hôn mê. Nhìn hai con phần thiên tê đã không nhúc nhích nằm trên đất, Lâm Phàm khẽ nhếch miệng cười, quả nhiên thành công ẩn thân thuật xoay chuyển càng khôn thần khí gạch hồng ba thứ thiếu thứ nào cũng không được lâm phàm lấy ra tử xương kiếm làm thịt hai con phần thiên tê nơi này là rừng lạc nhật lâm phàm cũng không muốn ở lại đây lâu phòng ngừa có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hiện giờ hắn chiếm được từng này tiện nghi đã là quá nhiều không thể tham lam đinh chúc mừng đánh chết mảnh thú nhập thần cấp hai phần thiên tê điểm kinh nghiệm cộng 10 triệu đinh rơi xuống tinh huyết bản mệnh của phần thiên tê. Tinh huyết bản mệnh của phần thiên tê, sau khi sử dụng sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, có được ngọn lửa bản mệnh của phần thiên tê, thâm uyên hắc viêm, không rõ tác dụng phụ. Đinh, chúc mừng đánh chết mảnh thú nhập thần cấp 2 phần thiên tê, điểm kinh nghiệm cộng 10 triệu. Đinh, rơi xuống tinh huyết bản mệnh của phần thiên tê. Đinh, chúc mừng đẳng cấp tu vi đề thăng. Đinh, chúc mừng đẳng cấp tu vi đề thăng. Đinh, chúc mừng đẳng cấp tu vi đề thăng. Nhắc nhở liên tiếp làm cho Lâm Phàm có chút không định hình kịp. Lâm Phàm mở bản số liệu cá nhân, chính mình tăng liền 3 cấp, hiện tại đã là tiên thiên cấp 9. Đinh, tu vi đi vào bình cảnh, điểm kinh nghiệm cần thiết tăng lên 100 triệu. Tu vi đạt tới tiên thiên cấp 9, bước tiếp theo là cảnh giới nhập thần. Tuy Lâm Phàm có hệ thống, bình cảnh không biến thái như những người khác, nhưng 100 triệu điểm kinh nghiệm cũng là một con số trên trời. Xem ra muốn đi vào cảnh giới nhập thần thì còn phải tôi luyện nhiều hơn mới được. Phần thiên tê có thể xếp hạng cao trên bản mảnh thú hung hãn cũng là do vấn đề cuồng bạo. Một khi lâm vào trạng thái cuồng bạo, phần thiên tê nhất định cùng địch nhân không chết không ngừng. Lâm phàm nhìn hai giọt máu đỏ tươi trong túi chứa đồ, có lẽ sau này sẽ dùng tới, nhưng cũng hy vọng cả đời không cần sử dụng. Lúc này mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, Lâm phàm cũng không lưu lại, thi triển thân pháp tiếp tục chạy đi, chỉ hy vọng có thể an toàn về đến tông môn báo cho tông chủ âm mưu của yến hoàng cùng những tông môn khác lâm phàm chạy suốt một đêm lúc mệt lại dừng tại chỗ nghỉ ngơi chờ chân nguyên khôi phục thì tiếp tục chạy dọc đường đi lâm phàm cũng gặp phải không ít mãnh thú nhưng hắn đều chẳng quan tâm không muốn lãng phí một giây một phút nào trừ phi gặp được mãnh thú đủ cường hãn lâm phàm mới dừng lại để tăng điểm kinh nghiệm một phen thế nhưng sau khi vận khí tốt gặp được hai con phần thiên tê hắn đã không gặp loại cường hãn nào khác. Mảnh thú cảnh giới nhập thần đều sinh hoạt tại chỗ sâu trong rừng lạc nhật, ở bên ngoài này đụng được hai con đã là quá nghịch thiên rồi. Hai ngày sau, khi Lâm Phàm nhìn thấy chính ngọn núi dựng đứng cao vút trong mây thì trong lòng có một chút chờ mong. Đợi lát nữa có thể nhìn thấy các sư huynh để quen thuộc, không biết mọi người thấy mình tươi cười xuất hiện trước mắt thì sẽ có vẻ mặt gì. Chính mình giả chết, giờ lại bình an vô sự trở về, trong chuyện này quá nhiều điểm đáng ngờ nhưng cân nhắc tới chuyện quan trọng cần báo cáo lâm phàm cũng không thèm để ý huống hồ đổi trắng thay đen chính là bổn sự sở trường của lâm phàm vấn đề hẳn là không lớn khi đi ngang qua ngôi mộ mà các sư huynh từng đắp cho mình lâm phàm dừng bước nhìn thấy một tấm bia đá màu đen có khắc tên mình trên đó đồng thời bên dưới tên của hắn là tên của các sư huynh nghe minh dương giảng mạch thần quan hệ tốt nhất với lâm phàm ở trong tông là hai người này bất kể như thế nào lâm phàm cũng muốn báo âm mưu của yến hoàng cho tông môn biết đồng thời lâm phàm cũng hy vọng các sư huynh có thể tránh được kiếp nạn này dù sao tu vi của bọn họ quá thấp nếu yến hoàng liên hiệp các tông môn khác tổng tấn công tới thì hai vị sư huynh chỉ có thể bị mất mạng trên mộ có đặt mấy thứ đồ cúng vẫn còn mới hẳn là các sư huynh gần đây lại tới thăm mộ mình lâm phàm vô cùng xúc động không ngờ mình làm người cũng là buôn bán lời sau khi chết vẫn được người khác ghi nhớ cửa vào thang trời dẫn lên thánh ba tông có hai đệ tử ngoại môn đang trấn giữ vừa lúc này bọn hắn thấy có người từ đằng xa chạy vội đến bèn lớn tiếng dò hỏi đứng lại ai đó hai vị sư đệ ta là đệ tử ngoại môn lâm phàm hiện tại có chuyện quan trọng cần bẩm báo với tông chủ xin các sư đệ cho qua lâm phàm nói có lệnh bài không Hai người nhìn Lâm Phàm thật kỹ, trong lòng càng cảnh giác vạn phần, người này không rõ lai lịch, trên người cũng không có lệnh bài của đệ tử Thánh Ma Tông. Lâm Phàm thở dài, lệnh bài kia làm sao hắn còn giữ được, sau đó cũng không tiếp tục tranh cãi, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp phóng vào bên trong. Đứng lại. Hai gã đệ tử thấy kẻ gian này dám mạnh mẽ xông vào Thánh Ma Tông thì cả kinh, sau đó gõ liên hồi lên cái chuông sắt khổng lồ cạnh đó. Đinh đông đinh đông, tiếng chuông cuồn cuộn từng hồi, vang đi khắp chính ngọn núi. Các đệ tử ngoại môn, nội môn đang sinh hoạt trong tông, giờ phút này nghe tiếng chuông dưới chân núi vang lên thì lập tức từng người biến sắc mặt. Đệ tử dưới chân núi gõ chuông sắt, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Trong lòng mọi người kinh ngạc, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nơi này chính là Thánh Ma Tông, chẳng lẽ còn có kẻ nào cả gan xông vào? Lâm Phàm nghe tiếng chuông, mặt không đổi sắc phóng về phía trước. Như vậy cũng tốt, để mình khỏi mất công tìm người. Tặc tử, đứng lại cho ta. Ngay tại lúc Lâm Phàm tới đỉnh núi thì một luồng sáng lạnh lẽo bổ tới cản lối. Sư huynh, người một nhà. Lâm Phàm hiện tại không phải đến đánh nhau, mà là muốn bẩm báo cho tông môn chuyện quan trọng. Tiên Thiên cấp 4. Người tới là đệ tử nội môn. Thông thường ở Thánh Ma Tông, tu vi đạt tới cảnh giới Tiên Thiên đều tiến nhập nội môn có rất ít người nguyện ý ở lại ngoại môn. Đệ tử nội môn kia thấy tặc tử này chỉ dựa vào bàn tay trần bắt được một đao của hắn thì cũng kinh ngạc vạn phần, lập tức quát một tiếng, khí thế đột nhiên tăng cường. Tặc tử, dám xông vào thánh ma tông, tội đáng chết. Đệ tử nội môn này gầm lên một tiếng, muốn chấn nát vụn bàn tay của lâm phàm, nhưng chân nguyên đã bạo phát tới cực hạn mà thanh trường đao bị lâm phàm bắt lấy vẫn không nhúc nhích được mảy may. Sư huynh, đệ tới giúp huynh các đệ tử khác giờ đã tới khá đông thấy sư huynh giống như không bắt nổi tặc tử này thì đều vọt lên các ngươi đừng quá đáng giờ phút này lâm phàm có chút khó chịu bổn đại gia đây chính là xã thân tới cứu các ngươi làm sao các ngươi lại đối đãi với ân nhân như vậy dừng tay cho ta ngay lúc lâm phàm chuẩn bị động thủ chợt có một tiếng quát vang ngăn lại thật sự là đệ sao lâm sư đệ một giọng nói quen thuộc truyền vào tai lâm phàm Lâm Phàm nghe tiếng nhìn lại, khóe miệng nở một nụ cười. Nghe sư huynh trông vẫn thế, nhưng Tu Vi đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Lâm Phàm nhớ rõ lúc mình rời đi nghe sư huynh vẫn chỉ là hậu thiên cấp 8, không ngờ giờ đã tăng mạnh, không biết là gặp được kỳ ngộ gì. Nghe sư huynh, chẳng lẽ còn có ai đẹp trai được như đệ sao? Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ cười nói. Nghe Minh Dương nhìn người đứng trước mặt mình, dụi dụi mắt không dám tin, toàn thân rung lên, cảm giác muốn xông lên đập một trận này chỉ có lâm sư đệ mới tạo ra được lâm sư đệ không phải đệ đã không ngờ sư huynh còn có thể nhìn thấy đệ nghe minh dương kích động tiến lên bắt lấy bả vai lâm phàm nói hắn cùng doãn sư đệ tự tay mai táng cho lâm sư đệ xác định trăm phần trăm sư đệ đã chết đi nhưng giờ lâm sư đệ lại tươi cười xuất hiện ở trước mắt hắn thật sự để hắn rất khó tin tưởng tới cùng là xảy ra chuyện gì vì sao lâm sư đệ có thể sống lại nghe minh dương không nghĩ ra nổi nhưng bất kể thế nào lâm sư đệ bình an vô sự xuất hiện ở trước mặt hắn đã là việc vui lớn nhất nghe sư đệ đệ quen người này sao lúc này các đệ tử nội môn xung quanh nghi ngờ hỏi đúng thế các vị sư huynh đây là lâm sư đệ là đệ tử ngoại môn của thánh ma tông nhưng vì một vài nguyên nhân mà đến hôm nay mới trở về nghe minh dương nói ồ nếu là người một nhà thì được rồi mọi người giải tán thôi Đệ tử nội môn ra tay ban nảy gật gật đầu, dù có chút bực mình với việc sư đệ này mạnh mẽ xông lên đỉnh núi, nhưng đã là hiểu lầm thì không cần tính toán nữa. Hơn nữa nhìn bộ dáng hai người, hiển nhiên là có một thời gian rất dài chưa gặp nhau, không chừng sư đệ này đã xảy ra việc gì đó khiến cả lệnh bài cũng đánh mất. Giờ phút này, trong đám người, hàng lục nhíu mày, vẻ mặt không dám tin, người này không phải đã chết rồi sao? Tại sao có thể trở lại? Khi Lâm Phàm bị đánh chết, Hàng Lục còn rất cao hứng trong lòng, dù sao người này thật sự là làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng tên khốn này lại thần kỳ trở về, làm Hàng Lục rất không vui. Ông trời có mắt như mù, lại không để gã tai họa này chết đi. Hàng Lục có Ngọc Tịnh Bình trợ giúp, tu vi cũng mau chóng tăng lên, người khác cố gắng mấy năm, hắn chỉ cần một tháng. Tu vi của hắn cũng từ hậu thiên cấp 4 lên tới hậu thiên cấp 8, cách cảnh giới tiên thiên chỉ còn hai bước, mà lấy công hiệu của Ngọc Tịnh Bình hàng lục nắm chắc trong vòng nửa tháng tới sẽ tăng đến cảnh giới tiên thiên lúc này người vây xem đều đã giải tán nghe minh dương vẫn còn rất hưng phấn vì lâm sư đệ sống lại sư đệ ta dẫn đệ đi tìm doãn sư đệ từ sau khi đệ giả chết doãn sư đệ giống như biến thành người khác mỗi ngày đều vùi đầu trong phòng mà tu luyện ngoại trừ khi dùng cơm còn có thể nhìn thấy thời gian khác đều không gặp được đệ cũng phải thành thật khai báo một chút tới cùng là chuyện gì xảy ra khi đó rõ ràng đệ đã chết rồi cơ mà. Nghe Minh Dương nói. Lâm Phàm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Hắn không nghĩ tới bởi vì mình mà làm cho Doãn Sư Huynh biến thành như vậy. Doãn Sư Huynh tận mắt nhìn thấy hắn bị Sư Huynh nội môn lỡ tay đánh chết nhưng lại bất lực không thể đòi chút công đạo, chỉ sợ nội tâm cũng ấy nấy vạn phần. Nghe Sư Huynh, vừa vặn đệ cũng có chuyện muốn nói với các Huynh, mong các Huynh góp ý giải quyết. Lâm Phàm chỉ là một đệ tử ngoại môn, muốn gặp trực tiếp tông chủ là chuyện không thể nào. Huống hồ Lâm phàm sợ nhất việc tông chủ có thể không tin lời mình nói. Cái gì? Lâm sư đệ, đệ nói thật sao? Ở trong phòng của Doãn Mạch Thần, hai sư huynh nghe xong chuyện Lâm sư đệ nói thì đều lộ thần sắc không dám tin. Hoàng triều đại yến liên hợp cùng các tông môn khác tấn công Thánh Ma tông. Sao có thể? Tông môn trong thiên hạ, nước giếng không phạm nước sông, làm sao có thể vô duyên vô cớ tấn công Thánh Ma tông? Sư đệ, đệ có nghe lầm không? Nghe Minh Dương nói. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Sư huynh, đương nhiên chính xác trăm phần trăm, những điều này đệ chính tai nghe thấy. Sư đệ, Yến Hoàng tu vi thông thiên, đệ nói chính tai nghe được. Chuyện này cho dù nói trước mặt tông chủ sợ là cũng không ai tin. Nghe Minh Dương nói. Đúng thế, sư đệ, chuyện này không thể đùa được đâu. Khi Doãn Mạch Thần nhìn thấy Lâm Sư đệ trở về thì cả người choáng váng, mãi mới dám tin Lâm Sư đệ có thể sống lại. "Sư huynh, các huynh thấy đệ giống nói đùa sao?" Nếu không phải đệ chính tai nghe thấy thì cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi từ hoàng triều đại yến gấp gáp trở về. Nghe Minh Dương hai người nghe chuyện Lâm phàm giả chết trốn tới hoàng triều đại yến du ngoạn thì cũng chỉ biết lắc đầu, sư đệ này vì ra ngoài mà cả thủ đoạn như thế cũng lấy ra. "Sư đệ, hai người chúng ta đương nhiên tin tưởng đệ." Nếu thật thế thì chuyện này quá kinh khủng. Nghe Minh Dương Kinh Hải nói. Nghe sư huynh, đệ nghĩ nên mời Mạnh Dương Tuyền Mạnh sư huynh hỗ trợ làm chủ, đem đệ đi gặp tông chủ. Sư huynh cũng rõ, nếu chỉ có một tông môn tới thì đệ hoàn toàn tin tưởng thánh ma tông có thể chống đỡ được, nhưng mấu chốt là chỉ sợ không chỉ một hai cái tông môn tấn công thánh ma tông. Nếu không cho tông chủ biết, đợi tới lúc bị người ta đánh tới, tông môn từ trên xuống dưới sẽ không một ai may mắn thoát được. Lâm Phàm nói. Được, ta lập tức dẫn đệ đi gặp Mạnh Sư Huynh. Nghe Minh Dương cũng biết rõ chuyện nghiêm trọng, không chút do dự đáp ứng. Mạnh Dương Tuyền tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng tu vi nhập thần cấp 6, rõ ràng là bóp ẩn. Thanh Tâm các. Nơi xa hoa nhất tại ngoại môn, cũng là chỗ ở của Mạnh Dương Tuyền. Lúc này Mạnh Dương Tuyền đang dịu dàng nhìn sư muội múa kiếm ngoài đình viện, nhìn đến si mê. Sư Huynh, kinh hồng kiếm pháp huynh dạy cho muội muội luyện thành rồi một thần vũ tập luyện tới trán đẫm mồ hôi lại càng có vẻ xinh đẹp động lòng người sư muội ngộ tính cốt lắm kiếm pháp huyền giai này sư muội lĩnh ngộ được bước đầu rồi chỉ cần sau này cố gắng thêm tu vi nhất định càng tốt hơn mạnh dương tuyền mỉm cười nói một thần vũ tươi cười nhìn mạnh sư huynh trước mắt trong ánh mắt chợt lóe lên một tia không nở sư huynh muội muốn ra thế giới bên ngoài nhìn một cái có thể mang muội đi được không một thần vũ nói mạnh dương tuyền hơi sững sờ tim đập mạnh hơn đây là lần đầu tiên sư muội chủ động rủ hắn ra ngoài tông môn du ngoạn thế gian tuy rằng một thần vũ là đệ tử ngoại môn không được ra khỏi tông môn nhưng mạnh dương tuyền là ai đó là một đại bóp ẩn nút trong lốt đệ tử ngoại môn muốn mang một đệ tử ngoại môn ra ngoài tự nhiên không thành vấn đề tốt nếu sư muội đã có nhã hứng sư huynh sẽ phụng bồi. Mạnh Dương Tuyền cưng chiều nói. Nghe Minh Dương cầu kiến Mạnh sư huynh. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng của nghe Minh Dương. Minh Dương hả, vào đi. Mạnh Dương Tuyền nhẹ giọng nói. Mà khi thấy Lâm Phàm đi theo nghe Minh Dương tiến vào, Mạnh Dương Tuyền cũng cả kinh. Ngươi là Lâm Sư Đệ. Tham kiến Sư Huynh. Lâm Phàm ôm quyền nói. Mạnh Sư Huynh, Lâm Sư Đệ còn nhỏ ham chơi, ngày đó giả chết rời khỏi tông môn ra ngoài dạo chơi một vòng nghe minh dương giải thích nói mạnh dương tuyền khẽ nhíu mày giả chết điều này sao có thể ngày đó chính mình tự kiểm tra sinh cơ đã đứt làm sao có thể là giả chết minh dương có chuyện gì mạnh dương tuyền hỏi sư huynh lâm sư đệ có chuyện quan trọng muốn báo cho tông chủ muốn nhờ sư huynh dẫn tiếng nghe minh dương nói nếu muốn gặp được tông chủ thì chỉ có thể nhờ mạnh sư huynh hỗ trợ. Bằng không lấy thân phận của bọn họ, căn bản không có khả năng nhìn thấy tông chủ. Lâm sư đệ, tới cùng là chuyện gì mà cần gặp tông chủ? Mạnh Dương tuyền hỏi, không phải hắn không tin Lâm sư đệ, nhưng nếu chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể cũng muốn gặp tông chủ, coi như hắn là đệ tử cảnh giới nhập thần cũng sẽ bị trách phạt. Lâm sư đệ này tuy có chút làm cho người ta nhìn không thấu, nhưng tu vi thật sự quá thấp chuyện lớn đối với bọn hắn có lẽ lại chỉ là chuyện nhỏ với mạnh dương tuyền mà thôi loại chuyện này ở giai đoạn hiện tại càng ít người biết càng tốt nhưng mạnh sư huynh luôn cưng chiều một thần vũ nếu mình bắt cô ả ra ngoài mới nói thì sợ là sẽ khiến mạnh sư huynh bất mãn sư huynh thời gian đệ giả chết ra ngoài tông môn vẫn luôn sinh hoạt tại hoàng triều đại yến dưới cơ duyên xảo hợp có nghe được yến hoàng đã cấu kết với một vài tông môn khác định tấn công tông môn chúng ta cho nên đệ lập tức trở về muốn báo cho tông chủ Lâm Phàm không hề giấu giếm nói hết ra. Sắc mặt một thần vũ đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng mau chóng ẩn đi. Không có khả năng, Yến Hoàng chỉ có tu vi nhập thần cấp 7, coi như cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám, hậu quả này không phải hắn có khả năng gánh chịu nổi. Mạnh Dương Tuyền vừa nghe, lập tức phủ định. Hoàng triều đại yến dựa vào Thánh Ma tông đã mấy trăm năm, làm sao có khả năng phản lại Thánh Ma tông? coi như hoàng triều đại yến có một học viện thiên phủ nhưng ở trong mắt mạnh dương tuyền căn bản vẫn chịu không nổi một kích ngay cả người mạnh nhất học viện là viện trưởng cũng khó khăn lắm mới đạt cảnh giới nhập thần chứ không cần nói tới đám học sinh kia loại chuyện không có nửa độ tin cậy này cũng muốn bẩm báo tông chủ đây rõ là một trò đùa mà các người muốn bị phạt cũng không sao nhưng đừng làm liên lụy tới mạnh sư huynh một thần vũ khinh thường nhìn hai người lâm phàm yến hoàng tuy chỉ có cảnh giới nhập thần nhưng bằng một đệ tử ngoại môn như ngươi cũng muốn nghe lén một cao thủ nhập thần sao. Hừ, nực cười. Sư đệ, chuyện này không thể đùa được đâu. Mạnh Dương Tuyền khẽ lắc đầu nói. Lâm Phàm cuốn cùng không biết làm sao, Mạnh Sư Huynh sao lại không tin chứ. Thế nhưng vừa nghĩ, hắn cũng hiểu được, nếu đổi vị trí, chỉ sợ mình cũng sẽ không tin. Chỉ là tại sao mọi người lại cho rằng Yến Hoàng chỉ có tu vi nhập thần cấp 7 chứ, rõ ràng yến hoàng kia đã tới cảnh giới tiểu thiên vị nghe minh dương đứng ở một bên nhưng không chen miệng vào chuyện này hắn tin tưởng lâm sư đệ nhưng không quá tin việc lâm sư đệ có thể chính tay nghe lén cao thủ cảnh giới nhập thần nói chuyện sư huynh đó là sự thật để có thể thề với trời nếu lâm phàm đệ có nửa lời nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống chết không toàn thây lâm phàm nói lúc mình chạy từ hoàng triều đại yến về đây cũng không biết đám yến hoàng đã có hành động gì chưa thời gian đã cấp bách lắm rồi phải nhanh chóng thông báo để tông môn còn chuẩn bị không thể bị động đợi người ta đánh tới được mạnh dương tuyền nhìn thần sắc của lâm sư đệ trong lòng cũng hơi kinh ngạc nếu chuyện này là thật thì là chuyện lớn rồi mạnh sư huynh nếu việc này là thật thì tông môn có thể di chuyển toàn bộ đi không lâm phàm hỏi không thể Mạnh Dương Tuyền không chút do dự phủ định. Thánh Ma Tông truyền thừa đã lâu như vậy, cho dù gặp đại nạn bằng trời thì cũng phải tử thủ tông môn, tông còn người còn, tông mất người mất. Sư huynh, dù đây là giả cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng lời đệ vừa nói hoàn toàn là thật, chỉ cần sư huynh giúp đệ gặp được tông chủ, đệ nhất định sẽ có cách để tông chủ hoàn toàn tin tưởng. Lâm Phàm giờ phút này nghiêm túc nói. Mạnh Dương Tuyền trầm tư một lát, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm muốn xem ý tưởng chân thật của Lâm sư đệ. Lâm phàm không hề ý kỵ đối diện với ánh mắt kia, hắn không muốn đại gia đình duy nhất ở Huyền Hoàng giới bị hủy trong tay địch nhân. Mặc dù mình chỉ là một đệ tử ngoại môn, nhưng thế có ảnh hưởng gì, tông môn gặp nạn, cho dù là một tạp dịch thì cũng nên có tâm hỗ trợ. Nếu như không để ý đến, vậy vẫn còn là người sao? Sư huynh, huynh nghĩ nhiều làm gì, vừa nghe đã biết là tin tức vớ vẫn không biết hóng được ở đâu một thần vũ một bên nũng nịu nói mạnh dương tuyền luôn chiều chuộng cô ả nên giờ cô ả chắc mẩm lần này mạnh dương tuyền cũng sẽ nghe lời mình sư đệ ta dẫn đệ đi mạnh dương tuyền trầm tư một chút rồi nói sư huynh sao huynh lại tin tưởng bọn họ được chứ một thần vũ bất mãn nói trong mắt chợt lóe lên vẻ cuốn quyết sư muội ta tin tưởng lâm sư đệ sẽ không nói dẫn loại chuyện này nếu thật sự có chuyện này Biết rõ mà không báo sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Thánh Ma Tông." Mạnh Dương Tuyền nói. Lâm Phàm cùng nghe Minh Dương giờ phút này mừng rỡ. "Đa Tạ sư huynh tin tưởng. Chúng ta là sư huynh đệ cùng một tông, đương nhiên không nên nghi ngờ nhau, nhưng việc này trọng đại, không thể không suy xét thận trọng." Sư huynh rất hy vọng lời đệ nói là giả, nhưng nếu là thật thì chính là đại nạn với Thánh Ma Tông. Mạnh Dương Tuyền trăm cảm xúc lẫn lộn nói sư đệ cũng hy vọng như thế, nhưng đây là đệ chính tai nghe được. Lâm Phàm cảm thán nói. Đi thôi. Mạnh Dương Tuyền nói. Một thần vũ thấy Mạnh Sư Huynh tin lời của Lâm Phàm thì tức giận dậm chân, sau đó chạy ra ngoài. Thế nhưng ngay một khắc rời khỏi nơi này, sắc mặt ả lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Loại chuyện này sao một đệ tử ngoại môn có thể biết chứ? Ngọn núi thứ 9 Ngọn núi này nằm giữa tám ngọn núi còn lại của Thánh Ba Tông, cao vút tận trời là nơi ở của tông chủ đỉnh núi ẩn trong mây trắng không biết đâu là mặt đất đâu là mây hùng vĩ hơn tám ngọn núi kia rất nhiều hạt trắng lượn quanh giống như tiên cảnh nhân gian trên đỉnh loáng thoáng thấy một tòa cung điện khí thế hùng vĩ như ẩn như hiện đẹp không sao tả xiết lại không kém phần uy nghiêm thần thánh đệ tử ngoại môn không thể tiến lên ngọn núi thứ chín cho dù là đệ tử nội môn cũng phải nhìn xem có tư cách hay không thế nhưng có mạnh sư huynh dẫn đường đoạn đường này thoải mái mà tới cho dù có người ngăn trở cũng chỉ cần một câu của mạnh sư huynh là đã đuổi đi khi lâm phàm thấy rõ tình cảnh trước mắt thì cũng bị rung động quá hùng vĩ đây chính là chỗ hạch tâm của thánh ma tông nếu một nơi hùng vĩ như vậy mà bị người hủy diệt thì thật là đáng tiếc dương tuyền người mang hai đệ tử ngoại môn đến ngọn núi thứ chín có chuyện gì vừa lúc đó một nam tử trung niên mặc y phục màu xám đi tới, cất tiếng hỏi. Nhập thần cấp 8 Tu vi của người này còn cao hơn Mạnh Dương Tuyền không ít. Nhưng người này đã tới tuổi trung niên, già hơn Mạnh Dương Tuyền nhiều, hiển nhiên tư chất kém xa Mạnh Dương Tuyền, chẳng qua là thời gian tu luyện sớm hơn. Thanh Phong trưởng lão, đệ tử dẫn dắt các sư đệ lại đây là vì có chuyện đại sự quan hệ tới an nguy của tông môn, muốn bẩm báo tông chủ. Mạnh Dương Tuyền ôm quyền nói. Tông chủ đang trong lúc bế quan, có chuyện gì có thể nói với ta. Thanh Phong trưởng lão khép hờ đôi mắt, hiển nhiên không để chuyện này trong lòng. Chuyện này nhất định phải trực tiếp bẩm báo với tông chủ, xin Thanh Phong trưởng lão châm trước một phen. Dương Tuyền, ta thấy ngươi càng sống càng thụt lùi đấy, hay là ở ngoại môn ngây ngốc lâu quá nên quên hết quy củ rồi. Tông chủ đang ở thời khắc bế quan, chẳng lẽ ngươi muốn tông chủ xuất quan chắc? Thanh Phong trưởng lão thần sắc không vui nói: thanh phong trưởng lão việc này rất quan trọng mạnh dương tuyền nói hừ trở về đi chuyện lớn bằng trời cũng không thể quấy nhiễu tông chủ bế quan thanh phong trưởng lão có chút tức giận dương tuyền này cũng từng là đệ tử nội môn tại sao một chút quy củ cũng không hiểu tông chủ bế quan có thể tùy tiện làm phiền sao lúc này đại điện đã ngay trước mặt thế nhưng lại bị một gã trưởng lão không biết từ chỗ nào nhảy ra cản đường nếu không nghĩ cách khác thì không thể tiến nổi mà mạnh sư huynh lại cùng đối phương khách khách khí khí nếu không mạnh mẽ để tông chủ xuất hiện thì sợ là việc không thành nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha